quay lại. À, đúng. Quay lại em. Quay lại bạn ơi. Quay lại. Quay lại. Hả? Đi hẳn luôn, đi hẳn luôn ra quay. Cá cua. Ôi, cua. Lâu. Nhường thôi, anh nhường. Vô cây rồi mới nói đúng không? Vô rồi. Vô rồi. Không mất kiến rồi, vô mất thôi rồi. Thục không mà nói ông nội. Sau khi đi hoạt động cái bị mù mắt. Mù mắt. Họ nói ghê quá. Thì anh ở nhà hàng hai không á, học bài anh hết rồi.
học bài mấy đêm liền hết trắng luôn á, nghĩa là mà không có thời gian học bài á. Ừ, tháng anh thấy như cái này bữa hôm qua là anh thức nguyên đêm luôn vậy, học bài á, học thi đúng không? Ừ, thi không có khỏe chứ mấy bữa, nếu mà họ mình làm ngay bữa 28 anh chín là thôi là thua rồi đó. Em hôm nay anh nhộn nhạt hơn à, còn nãy thấy họ ít hơn anh nhờ sang nhà anh đi nào anh đâu, trời ơi chúng ta đã lạc được rồi, đúng không thầy? Và lạc rồi, tại vì lạc đường lấy xuống lấy nước rồi sao vậy vậy á, nói không nhục the luôn hay gì Thảo à, còn hoàng thảo mà cái tòa ác linh này hôm qua phòng trọ em phát không phát không anh cũng được hả, không anh cũng nhiều rồi. Em cũng nhiều đó. Ừ. Năm mươi 50 đi cũng nhiều đó, anh cũng nhiều nhất đó. Thôi bây giờ mình chọn cái nhà nghèo nghèo mà mấy tầng á, 2-3 tầng rồi mình đang phát được. Ừ. 2-3 tầng không phải tầng nhà, nhà 2-3 lầu ở đây nhà có hai cái nhà là 2-3 tầng chúng ta. Giờ thao nè, mấy người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mày hè này nha.